mấy chị đẹp của nhà mình, chị nào mà đang nỗi lo về cân nặng mà đang xuống cân chưa? Nếu mà chưa xuống cân, bây giờ sáng thức dậy leo lên cây cân là thấy cân nó cứ như vậy hoài, buồn quá trời luôn á. Dùng nhiều sản phẩm rồi mà sao cái khí của mình nó cứ chai vậy, ì ạch, rồi mình dùng á nó vừa mệt vừa khó chịu mà xuống khí không bao nhiêu. Nếu như mà ai có tình trạng đó thì để lại cái thông tin bên dưới nhà như tư vấn cho. Bao nhiêu nó có cái gì khác biệt so với những cái sản phẩm đẹp dáng ở ngoài thị trường ạ? Chế độ dinh dưỡng nha mọi người, một cái chế độ dinh dưỡng ăn kèm khi mà mọi người sử dụng sản phẩm đẹp dáng. Vì cái nguyên lý của sử dụng đẹp dáng là mấy anh chị không được phụ thuộc vào nó, mà mấy anh chị phải kết hợp ăn uống đầy đủ để cơ thể có đủ năng lượng và sức khỏe để làm việc, và cũng như ăn như thế nào để nó không hấp thụ quá nhiều chất béo, không dễ tăng cân, rồi từ từ sử dụng đẹp dáng để cơ thể được dung hòa dần và xuống cân một cách tự nhiên, không phụ thuộc vào sản phẩm. Thì bên em làm được điều đó, cho nên là bán rất là đắt cái mã hàng đẹp dáng này là vậy đó mấy anh chị đẹp ơi. Đó, nhiều chị á dùng một liệu trình đẹp dáng, em nói ha, 5-7 ngày là đã bỏ cuộc rồi. Tại sao? Rất là mệt, cơ thể khó chịu, bần thần mệt mỏi, chịu không nổi luôn, cho nên là bỏ cuộc mấy chị đẹp đó. Rồi đi qua một dòng sản phẩm đẹp dáng khác cũng y chang như vậy, cho nên á là em nghĩ là của em thắng và bán chạy là vì sản phẩm của em á nó không bị lừ đừ mệt mỏi, mà khi vừa sử dụng sản phẩm xong là em sẽ đưa ngay một cái chế độ dinh dưỡng cho mấy anh chị để mấy anh chị biết là mình nên ăn cái gì và mình tuyệt đối không nên ăn cái gì và mình được ăn cái gì thoải mái để tránh mình hấp thụ cái thức ăn vào trong cơ thể của mình để gây tăng cân. Và sản phẩm của em á, mấy anh chị xuống cân rồi mấy anh chị sẽ không bị phụ thuộc vào sản phẩm luôn. Tại vì sao? Tại vì nó có cái chế độ dinh